Nguyên Hùng và toàn thể BBC tiếng Việt xin kính chào quý vị và nhân dịp năm mới Ất Mùi xin kính chúc quý vị một năm mới an khang thịnh vượng, vạn sự như ý. Nơi tôi đang có mặt, khu phố của người Trung Quốc tại London, là một trong những nơi hiếm hoi mà người ta có cảm giác đang có một sự kiện văn hóa xảy ra, đó là Tết âm lịch. Gọi là khu phố của người Hoa, thế nhưng tại đây cũng không chỉ có người Hoa kinh doanh. Trong những ngày Tết này, người ta cũng thấy có cả những cửa hàng Việt Nam. Tại Anh hôm nay không phải là ngày nghỉ và mọi người đi lại làm việc hoàn toàn bình thường. Và tại quảng trường chính này ở trung tâm London cũng là nơi mà hàng năm mỗi dịp Tết đến thì cộng đồng người Hoa vốn lớn hơn cộng đồng người Việt Nam rất nhiều thường tổ chức các hoạt động để ăn mừng năm mới. Tại đây họ sẽ mời các chính khách Anh, các nhà hoạt động văn hóa và thông thường hay diễn ra các sự kiện âm nhạc và cũng diễn ra các sự kiện hội chợ để cộng đồng người Hoa có thể giới thiệu về Tết của họ. London là thành phố đa văn hóa và các hoạt động tổ chức lễ Tết của người Việt Nam và người Trung Quốc đều được người bản xứ quan tâm theo dõi. Nhưng đối với người bản xứ thì Tết của họ đã qua được nhiều tuần